Xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cái món ăn mà rất là quen thuộc vào ngày hè của chúng ta nhé, là súp giải nhiệt mùa hè. Và cái nguyên liệu này rất là dễ, xung quanh chúng ta rất là dễ làm, và đặc biệt là một số mẹ đang sử dụng nguyên liệu này nhưng mà chưa biết cách để làm cái món này để giải nhiệt mùa hè. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái món là kem ngũ cốc. Thì cái ngũ cốc này thì mình sẽ sử dụng cái ngũ cốc tự làm của nhà mình nhé. Đây mình đang uống rửa đây. Ngũ cốc này là mình làm các loại hạt và các loại gạo lứt, gạo nếp lòng với hạt sen, y dĩ, hạnh nhân, rồi óc chó vân vân, và nhiều rất là nhiều loại. Và hôm nay mình uống sữa còn một ít nữa thì mình sẽ làm cái món kem để giải nhiệt mùa hè. Hôm nay trời nắng đó. Và các mẹ khi nào xem xong video này thì nhớ làm cái món kem này cho gia đình mình sử dụng nhé. Nó không có hóa chất, không có chất bảo quản, không có phẩm màu, là rất an toàn cho con trẻ chúng ta. Và hôm nay mình đầu tiên thì mình sẽ sử dụng thứ nhất là đây, đây là sữa ông thọ. Tí nữa bạn có thể bỏ thêm một tí đường cũng được nhé, nhưng mà sữa ông thọ này. Và mình chuẩn bị nước là nước sôi nhé, nước sôi. Và mình đây, đây là mình sẽ đong ngũ cốc vào. Cái lượng ngũ cốc ít hay nhiều thì tùy từ bạn nhé. Có bạn họ làm nhiều kem thì cho nhiều ngũ cốc vào, còn làm ít kem thì mình cho ít ngũ cốc vào đó. Đó. Đó, cho ngũ cốc vào. Ngũ cốc này rất là thơm, khi làm kem ăn rất là tuyệt các bạn nhé. Đó, mình cho nước sôi vào. Chúng ta cấy thật đều và nhuyễn, thêm nước vào. Rồi bây giờ chúng ta cho sữa đặc vào nhé. Cái này ngọt nhạt thì các bạn có thể tùy nếm nhé, có người thích ăn ngọt, có người thích ăn nhạt. Chúng ta quấy làm sao chứ bột nó nhuyễn vào nhé, nó tan ra chứ không thể để vón cục như thế này nhé. Và mình cho thêm một tí đường nữa, mình cho thêm một tí đường. Bạn nào muốn bỏ nhiều sữa đặc cũng được, mình cho thêm một tí đường. Và bây giờ mình đánh cho nó khỏi vón cục này. Khi đánh xong thì mình sẽ để nguội, để thật nguội, xong rồi mình sẽ đong vào những cái khuôn kem nhé, và mình cho vào ngăn mát của ngăn đá của tủ. Đó, chúng ta đánh đánh không để nó ván cục nhé, cục như thế nào là phải đánh hết. Đây các bạn nhé, mình quấy bột cho nó không bị vón cục nhé, nó mịn ra nhé, nó quấy thật mịn ra. Và các bạn đừng làm lỏng loãng quá nhé, nó sẽ không ngon kem đâu. Chúng ta phải làm hơi đặc như thế nhé. Đó. Và cho hơi ngọt, thì hơi ngọt một xíu thì khi lên kem nó thanh ngon hơn. Đó, mình cho nhà hơi nhạt nhạt thì đây, lên kem nó không ngon mà. Đó. Cho hơi ngọt là nó ngon. Mình quấy khi nào nó quấy cho nó không bị vón cục nhé, quấy đi cho nó mịn, khi mình ăn cái kem nó cho ngon. Đó. Và bây giờ khi đã mịn thì mình sẽ để nguội và mình sẽ cho vào khuôn kem. Đó. Mình để nguội. Sau khi đã nguội thì mình sẽ cho vào khuôn kem nhé. Các bạn có cái gì nhầm cái ca, chúng ta dễ hơn, mình không có ca, mình đổi như thế này.
cho ta vào, cho vào con kem. Các bạn nhé, kem của mình đã hoàn thành nhé. Sau khi mình để tầm 5 đến 10 tiếng nhé. Đó, nhìn kem rất là ngon nhé. Đó, mình thử ăn nhé. Ôi trời, ngon quá. Nó ngon lắm ạ. Ngon lắm. Ngon.